mấy vạn năm nay ta cai quản cái Diêm La Điện này, ta coi sóc và phân xử bao nhiêu con người, mà bây giờ ta thấy trên trần gian sao bất ổn quá. Tai nạn giao thông chết, bị bệnh chết, chơi game cũng chết, tranh giành nhau một cái ghế cũng đánh nhau chết, việc chết thật đáng sợ. Cái kiểu này chắc ở địa phủ không còn chỗ chứa quá, thiệt là nhức đầu. Bây giờ phải tìm một cái gì để xả stress thôi. À đúng rồi, phải lên Face. À, coi coi bữa nay coi có ai comment gì cái hình viên đá quý của mình không. À, có rồi. Nick người đẹp ngủ trong nhà, còn đá quý hay đá điểu? Cô bé này dám coi thường ta. Được, cho địa chỉ, anh sẽ tặng 2 viên. Để coi trả lời sao nha. Thần Phán Quan xin nghiêng mình ra mắt Diêm Vương, chúc Diêm Vương vạn an, vạn an, vạn an, vạn tuổi à. Trời ơi Phán Quan ơi, bây giờ có tôi với ông thôi mà ông nghi lễ chi cho nó rườm rà không biết nữa. Đứng dậy đi. Dạ đứng dậy hả xưa Diêm Vương. Đứng dậy đi, trời ơi ông ơi, mấy ngày năm nay ông có bao nhiêu, có một câu ông nói hoài ông không chán hả? Ta nghe riết là ta mệt luôn á. Dạ thưa Diêm Vương, đó là hủ tục ở đây. Dạ thần Phán Quan không dám làm sai à. Dạ xin nha Diêm Vương đừng có giận. Dạ. Giận thì mà giận, chừng nào mình xử thì ông làm tôi không có nói. Đúng nghi lễ, bây giờ có tôi với ông thôi mà, thấy không? Dạ. Vậy Diêm Vương kêu em làm cái mới đó hả? Ừ, thôi, mình đổi mới đi. Dạ. Đừng có làm cái cũ hoài nó chán lắm, không phải đổi mới, đổi mới. Dạ, đổi mới. Dạ, ừ. Cái cũ chưa chắc nó dở mà cái mới chưa chắc nó hay à. Ông Xuân Diệp cứ cổ hủ quá. Lại đây, lại đây. Dạ, lại đâu ạ? Cái này nè, lại đây. Lại đây ngồi. Trời đất ơi. Lại đây nói chuyện. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, thưa, dạ, thưa Diêm Vương, dạ cái chỗ đó là của người ngự. Dạ, em là Phán Quan, em chỉ ngồi chỗ này thôi. Chứ em lên đó là người ta nói em phạm thượng. Dạ, xử lăn trì em khổ lắm à. Dạ. Không đúng lắm. Nghi lễ. Dạ. Nè, nói trong nghe. Dạ, vụ gì vậy? Trời ơi, cái này hay lắm. Hay là sao à? Nè nè, ông nhìn thấy cái gì không? Dạ, tùm lum hết. Tùm lum, không có hiểu gì hết. Dạ, không hiểu. Nói trong nghe, bây giờ á, công nghệ nó cao lắm. Mình phải tìm tòi là học hỏi những cái gì mới lạ, hiểu chưa? Ở trên trần gian cái này kêu bằng cái iPad. iPad? Ừ. Cái gì trong cái iPad này mà học được? Trời đất ơi, có nhiều cái lắm. À, nó rất là lợi nha. Mình biết được cái tin tức ở trên trần gian nó có cái gì cái gì. Đó, cũng như là xử án nè. Trời ơi, tôi nói ông nghe, bây giờ mà ông còn đưa tôi cả chồng như vậy rồi sao? Cuốn sách như vậy. Rồi ông nè, thấy không? Ông sắp xếp đây nè, bây giờ có 2 cuốn thôi đúng không? À. Ông nghĩ đi, mấy ngàn năm sau á, sắp lớp cao lên như là cái núi vậy đó, che ông luôn. Thì làm sao mà mình làm việc cho nó dễ dàng được, hiểu không? Trong khi tôi chỉ cần quẹt một cái là tôi biết hết tất cả. À, ông chỉ cần để vô đây là ông có thể ập hết những cái hồ sơ mà mấy ngàn năm nay ông lưu lại, hiểu chưa? Dạ, dạ thưa Diêm Đế, em nói thiệt. Dạ em có nghe ngu đầu mãi diện nó khoe, nó nói bây giờ ở dưới âm phủ mình nối internet được với trần gian rồi. Mà cũng tại vì nối internet á, thiên hạ ở dưới đây chơi Facebook và lên internet rồi làm tùm lum tà la, bây giờ ở dưới đây phát cuồng. Cái gì? Phát cuồng. Phát cuồng gì? Vụ phay. Chưa kể nha Diêm Đế, có nhiều kẻ suy nghĩ
dâm tà. Cái gì? Rồi lợi dụng cái vụ internet đó đó. Rồi trèo vô trong mấy cái chỗ mà nó chiếu những cái hình ảnh mà có đó, cái âm thanh đó. Ông ơi, thần nghe lén thôi mà thần thấy còn khó chịu, cái đừng nói mà coi. Tôi đồng ý, nhưng mà cái gì á nó có cái hại, nhưng mà ông quên mà có bên cạnh cái hại nó cũng có cái lợi. Ví dụ như tôi nè, thấy không? Dạ. Hôm bữa xử một cái vụ án ha, mấy thằng nó đi đua xe, nó đụng xe nó chết xuống đây. Sai gì đó, tôi nói nếu mà dùng cái cách cũ của ông đó là phải đi gửi ngu đầu bãi diện lên trần gian điều tra, đi mấy bận, thấy không? Không biết chừng nào mới tìm ra cái xử lý xong cái vụ án, rồi về báo cáo lại cho ông, rồi ông mới viết cáo trạng, rồi mới trình lên tôi, rồi tôi mới ngồi tôi xử. Trời ơi, mất bao nhiêu thời giờ. Trong khi á, cái vụ án đó tôi chỉ cần quẹt một cái thôi đó, là tôi biết được tin tức tụi nó làm gì ở trận. Tôi lập tức sai ngu đầu mới diện dẫn tụi nó xuống đây á, đài đến trần gian á, làm con giả tràng là xong. Ủa, quẹt một cái chọn một cái là xử người ta làm giả tràng. Ủa sao xử nó giả tràng vậy thưa Diêm Đế? Trời ơi, vậy mà cũng không hiểu. Chỉ có những người rảnh rỗi mới đi đua xe thì mình phải đài nó làm con giả tràng để nó đi xe cát biển đông đi vòng rốt cuộc của biển hay là áp đổ đi, hiểu chưa? Dạ hiểu, dạ hiểu. Dạ thưa Diêm Đế, em hiểu được cái tác hại với cái tác lợi của cái vụ internet rồi. Dạ. Nhưng mà em nói thiệt, em không bị cái nó quyến rũ. Ông đó, đúng là khổ hủ à. Tôi không còn biết. Kể từ ngày hôm nay đó, tôi phải kêu ông rồi học internet, hiểu chưa? Phải học lên Facebook, hiểu chưa? Có gì á, gửi cho tôi đọc email cho nó lẹ. Tôi không có thì giờ đâu mà đọc cái chồng sách của anh. Dạ, thưa Diêm Vương, dạ em thấy là cái đó cũng hay nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Nghe đồn nó vô những cái trang bậy bạ trong đó, rồi mấy con vi trùng nó vô đó nó ăn hết trơn hết rồi. Có người nó ăn không còn một cái gì hết trơn hết rồi. Ý nó là mấy con virus đó hả? Dạ, virus là gì ạ? Virus đó. Virus. Tôi nói cũng hiểu đâu. Được rồi, bây giờ muốn xử vụ án gì nói tôi nghe. Dạ, xin Diêm Đế chờ một chút. Bẩm Diêm Đế, hôm nay ta sẽ xử vụ án thị mầu. Nhanh lên ngựa ơi lẹ lên ngựa ơi, trễ giờ lắm rồi ngựa ơi sao mày ngựa quá vậy, ngựa lẹ lên. Cái gì vậy? Sặc lông nè. Hiểu quá chứ, cho sặc lông cái đồ đầu ngu. Ai gì ngu đầu? Kỳ quá. Sao kỳ? Người ta đi đâu thì cũng phải trang diện đàng hoàng chứ, đúng lúc ta đang quýnh má hồng cái hố cho giữ vô cái tao quýnh đậm, tao kêu chữa giùm đi, làm cho nó lợt bớt cái cầm hai cục phấn nụ tán cái bập vô coi y như không quánh vậy đó. Trời ơi, nhờ không quánh bây giờ mày mới đẹp hơn đó, hiểu không? Giống không có giống con ngựa lắm đó. Nổ điên, chưa kịp sức son nữa nè. Thôi đi đó. Phải rồi, mày chưa kịp sức son cho mày ha. Mày quăng cái son qua cho tao, cái môi tao đã bạc cái chớ rồi. Mày quăng cái son trắng bằng chi giờ, cái môi dòm như bà tạng vậy đó. Bà tạng cái gì? Cái môi từ xưa tới giờ mình có màu khác đâu. Quýnh mà bữa mình tao nó tan lụi bốn cây son của tao luôn, chưa hết cái màu môi mày nữa thiệt á. Đó rồi là Diễn ơi, Mã Diễn bớt lại đó. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị. Chào ngư đầu. Dạ, thôi bây giờ chị ở chơi nha, tụi em có chuyện phải đi gấp. Đi lại. Dạ. Con ngư này tốt quá rồi, bây giờ ngươi phải đi với ta liền. Đi. Chị, nó nghe là có cái chuyện gì đó sao được không? Tụi em đang gấp lắm chị ơi. Ta còn gấp hơn nữa nè, không có ngươi là ta chết. Trời ơi, bây giờ, trời ơi, Diêm Chúa mới giao vấn đề, trời ơi, không làm là chết thôi. Tụi em đang trễ lắm rồi. Trời ơi, thôi đi, cái công việc Diêm Chúa lúc nào làm cũng không được. Nhưng mà ta nè, nếu như ngươi không làm cho ta là ta chết liền đó, biết chưa? Trời ơi, bây giờ mà chị nói mà em không làm việc em cũng chết đó. Trời ơi, nếu như mà không làm cho anh Diêm Chúa thì từ từ anh phát hiện ra, lúc đó ngươi mới chết. Còn bây giờ nếu như mà không làm cho ta là hai người chết liền nè.
Trời ơi, vậy là tôi kêu là chết bất đắc kỳ tử nữa hả chị? Cái chết được biết trước luôn đó. Chị nói luôn đi để em giúp cho chị. Mệt quá. Em trễ lắm rồi chị ơi. Gặp hai người ta mừng lắm biết sao không? Chị đừng có nói phạt em trộm đi chế nha. Không có, ta đẹp sẵn là không cần xem trộm nữa chứ nè. Cái điện thoại của ta nó hư. Nó không có vô Facebook được nữa. Ta buồn quá, giúp ta đi. Nó nghe là cầm cái điện thoại tán như mặt em châm chết luôn cho rồi đi thiệt á. Trời ơi trời, có một cái chuyện đó mà có kéo lại cho bằng được á, ta mệt ghê luôn thiệt á trời. Chỉ như vậy thôi đó hả chị? Không phải như vậy đâu, mà là cuộc đời của ta đó. Ta thiếu cái gì cũng được, nhưng mà không thể nào thiếu Facebook được, biết chưa? Mượn cái điện thoại coi. Nè, sao kỳ quá, pin còn đầy mà tại sao nó lại hết? Nó không có tín hiệu gì hết. Trời ơi trời, hết nguồn là hết pin chứ đâu mà còn đầy trời. Ủa, xanh. Bây giờ thọt cái lỗ vô, ấn cái kịch vô một hậu nó lên pin 10 phút thì xài pay, rồi lên trên kia đú đợn tiếp. Trời ơi trời ơi trời. Cái chuyện này đơn giản lắm chị ơi, nửa đêm nữa hôm chị dựng tụi em dậy làm cái gì không biết nè. Thôi bây giờ vậy, hôm bữa đó 4 giờ đêm nó gọi điện thoại cho tôi tưởng cái gì. Nó là ai? Có xin lỗi chị, 4 giờ đêm chỉ điện thoại cho em, tưởng cái chuyện gì vừa bấm bên vậy cái đó. Chị em chị mới đăng cái status với vô like giùm chị. 4 giờ đêm. Trời ơi, vậy là trễ rồi đó. Trời ơi, ngu đầu nè, chị gọi nó lúc 2 giờ sáng đó em. Cho nên bây giờ vậy nè, giúp chị đi, làm ơn đi. Mà nếu như bây giờ nó không lên nguồn thì làm sao đây? Trời ơi, chị ơi, chịu khó chị mua cái điện thoại mới giùm em đi chị. Bây giờ tụi em gấp lắm rồi, đi lẹ. Đi đâu? Không có nói được, không có nói được. Chị ơi, mày không có nói nghe chưa? Đi lẹ. Chị ơi, chị, cái chuyện này chuyện bí mật. Không có nói Diêm Đế dặn em không bao giờ nói ra cái chuyện, nghe cái chuyện là cái chuyện tụi em lên trên trần gian. Trời ơi, Châu ơi Châu, cái môi mày ăn cái gì mà mày ngu quá, cái gì mày cũng xì ra hết trơn. Cái môi mày làm như là bong bóng, cái gì cũng xì ra hết. À, thì ra là hai đứa lên trần gian làm nhiệm vụ à? Dạ. Ê, tụi em lên trên trần gian coi công chuyện. Dạ. Ồ, tưởng chuyện gì, chị không biết thì thôi, chứ chị biết rồi là chị cấm. Vậy? Bây giờ nghe đây, hai người không được lên trần gian. Nếu như lên trần gian thì phải có ta theo cùng, ta mới cho. Bây giờ sao? Chị. Em nói cho chị nghe. Sao? Chị ngày mai lên trung thần gian xa qua cám dỗ. Ê, mày là con Lan hả? Dạ không có, ý là em nói là trên đó có nhiều cái cám dỗ. Chứ lên tụi em không kìm chế lại chỗ chế mà ở luôn chắc chứ tụi em á, trời ơi chế trời. Không cần biết cám dỗ gì. Bây giờ chế ra lệnh, một là cho chế theo, hai là tất cả đều ở lại Diêm phủ. Trời ơi.